Hải chiến mà ở Hoàng Sa thì tất cả nói với em là tất cả các quý vị ở đây là tất cả là do Mỹ sắp đặt hết rồi. Cái cuộc gặp giữa Nixon Đúng và rồi. ở bên gặp nhau ở Bắc Kinh ấy thì do Trung Quốc sắp đặt hết rồi. Vâng. Còn bây giờ mình chỉ nói này, nếu mà Việt Nam Cộng Hòa lấy lại ấy, thì là có một phi đội F-5 ở sân bay Đà Nẵng, thì là cái thời gian đó là ở Trung Quốc chỉ có tàu chiến thôi, còn máy bay ở Trung Quốc tức là không đủ sức bay ra Hoàng Sa và bay bay về đó. Còn nếu mà Việt Nam Cộng Hòa mà dùng 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 máy bay F-5 ấy, tức là đã chuẩn bị sẵn rồi mà bay ra ngoài Hoàng Sa thì sẽ chiếm lại được đảo Hoàng Sa thôi. Còn cái chuyện này bây giờ mình không nói là Việt Nam Cộng Hòa là cái tay sai của Mỹ, giờ Mỹ bảo cái gì làm thế đó mà đã được sắp đặt rồi thì là bên Việt Nam Cộng Hòa không thể làm gì được. Đấy là anh nói về cái chuyện mà cái cuộc chiến cái gọi là ở bên Việt Nam Cộng Hòa gọi là cuộc hải chiến về Hoàng À, em Sa hiểu ấy. thêm là hạm đội 7 của quân quân Mỹ là vẫn Vẫn còn ở đậu ở đó, chỗ chỗ đúng, vâng, nhưng mà cho họ nên không là tham gia đâu. đúng, cho nên là cái cuộc chiến này là do Mỹ và Trung Quốc đã sắp đặt hết rồi đấy, thì là mọi người đã nói rồi và nói chung là tất cả mọi người đây phải hiểu như thế. Còn anh Ngày xưa thì các cái đám mà bây giờ các cái đám chống cộng cực đoan hải ngoại nó cứ tuyên truyền, nó bảo là Việt Nam bán đảo. Ngày xưa các ông có mấy đảo, có sao vâng 7 đảo hay 5 đảo, mà bây bảy giờ Việt Nam mình đang chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa là 41 đảo. vâng 41 địa Thì đảo và địa đảo ngày em xưa ạ. các ông có vâng mấy đảo mà bây giờ chúng ta 41 đảo thì đang bán đảo hay là chúng ta đang vâng lấy thêm đảo? Mà các ông tuyên truyền như thế. Đúng không anh? Mà theo số liệu mà em tham khảo thì hiện tại tại quần đảo Trường Sa thì Việt Nam mình là đang chiếm giữ nhiều đảo nhất so với các nước tranh chấp. đúng Đấy. đúng ở chúng ta. Còn thực tế là tôi nói với các bạn là tức là chúng nó nói tôi biết là chúng nó trong đầu chúng nó cũng nói là biết à mình nói là sai sự thật, nhưng mà chúng nó cũng cứ cố tình chúng nó tức là muốn tức là gây hận thù giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc để mà coi là tạo ra một cuộc chiến tranh để nó gọi là cái nền kinh tế của Việt Nam bất ổn đi. Việt Nam càng bất ổn càng nghèo nàn càng xấu đi thì chúng nó càng bị nó càng sướng thôi. Đây là cái sự hận thù chúng nó, cho nên nhiều khi là chúng nó nói lung tung beng cả. Chứ bà con là các bạn yên tâm không có một vấn đề gì cả. Đảng và nhà nước ta từ ngày xưa đến bây giờ tức là có hai cái, tức là giữ vững chủ quyền. Từ ngày xưa giờ cái mục tiêu của bên của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thứ nhất là phải giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giữ vững chủ quyền và phát triển kinh tế. Thì bây giờ nói chung là đấy đã Việt Nam đã thống nhất đất nước Nam Bắc sum họp một nhà, kinh tế Việt Nam hiện nay tức là năm này qua so với năm 2018 so hai năm năm này này bảy kinh tế phát triển, tất cả mọi người ở trong nước từ người già người trẻ đều hiểu, và kể cả các bọn dân chủ chúng nó cố tình chúng nói thế chúng nó cũng hiểu, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện cố tình của chúng nó thôi. Vâng, thì hôm nay anh cũng thấy em lên như thế thì anh cũng lần đầu tiên anh ngoài cái kênh anh Bình Hồ ra anh chia sẻ với kênh em là kênh đầu tiên. Vâng, thì tôi cũng nói với các bạn về những cái hiểu biết của tôi như thế thôi, thì mong tất cả các bạn và những người chống cộng cực đoan ở bên kia và những nhà dân chủ phải hiểu rằng là tất cả nhân dân cả nước hiện nay đều biết những cái điều đó, đều những biết những cái gì mà cộng sản đang làm được. Vâng, chứ còn những cái tồn tại trong xã hội tham nhũng và cái trò tiêu cực nước nào cũng có, mà nhất là nước phát triển như Việt Nam thì nó càng nhiều, nhưng mà chủ yếu là cái Đảng Cộng sản mình hoặc nhà nước mình hiện nay tức là đang chống tham nhũng, đang tức là quét rác đi, tức càng được nhiều càng tốt, chứ là hết thì sạch thì không thể hết được. Vâng, tôi khẳng định với các bạn như thế, kể cả nước Vâng, Mỹ bên kia. em Vâng. rất là cảm ơn anh Bằng Nguyễn.